Hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft, nhưng mình có thể chế tạo ra những cái gậy phép thuật mà mình đã thêm vào trong video lần này. Và những cái gậy đó là gì, phép thuật của nó như thế nào, các bạn hãy xem đến cuối video để biết được. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy hay thì đừng quên ấn giùm mình vào cái nút đăng ký để giúp mình sớm đạt được 1.000.000 người đăng ký nhé. Và YouTube thỉnh thoảng vẫn hay bị lỗi hủy đăng ký, nên nếu các bạn nào đã đăng ký rồi thì vẫn có thể kéo xuống dưới kiểm tra xem các bạn đã ấn nút đăng ký chưa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ chúc các bạn xem video vui vẻ. Ok, let's go, để bắt đầu nào. Chế cái gậy phép thuật gì đầu tiên đây, để coi chúng ta phải có cái gì cái đã. Ở đây có đá không ta? Ok, đây có đá. Chỗ spawn này hơi xấu nha, không biết có đồ xịn hay không nữa. Quay, lát hồi có mấy cây hơi bị đỉnh luôn. Để coi coi, mình có may mắn lấy được cục flint mà mình đập nãy giờ chắc 10 cục. Ok, trên đây một cục. Rồi qua đây lấy đá coi nào, let's go. Cây cúp và cây sẻng nha. Không biết là mình ở đây có làng hay không nữa, nên là lát hồi để coi. Đập thêm cái này. Ok, biết mà. Em đoán coi cái phép thuật hôm nay có gì nào. Tác dụng của nó là để đánh rồng đúng không? Đúng, cũng là để đánh rồng. Đi nè, dễ đoán anh bảo. Đi thôi bro, đập đá nhiều vậy vậy. Đi còn kiếm đồ ăn nữa chứ. Đằng này có gì không ta? Oh, cái gì nè, cái gì nè. Let's go, let's go, let's go, let's go. Đi hướng này, hướng này, hướng này. Oh, cổng ở đây luôn nè. Được đấy, chúng ta cần cổng, chúng ta cần một cái xô nữa. Đi coi mà có gì nào. Táo vàng. Let's go, 30 hạt sắt. Ô, một cục vàng này nữa, ngon. Anh Golem ở đây, mình sẽ đánh anh Golem luôn. Yep, và sắt đây rồi. Chúng ta sẽ chế tạo cây gậy đầu tiên nha mọi người. Ủa khoan, cái này. Ô, mình làm được cây gậy hồi máu. Ê. Ô, ngon không rồi nè, ngon. Bây giờ mình sẽ lấy cái xô lava nè. Cái này Huy hơi bị thích luôn. Yep, by when, gậy lửa. Oh, mềm chết rồi. Ok, chế tạo cái cây cuốc đẹp. Cái gì, cái gì? Ê, trả đây. Đem gậy phép thuật. Nhanh lên, không tao gắn gậy phép thuật cho mày chết rồi tao lấy luôn, mày tin không? Không chết rồi, anh bắn em đâu chết. Đó, đâu chết đâu. Ui, lava chảy, lava chảy. Ui, anh mày đứng lại. Mày chảy cục vàng đây. Ui, lẹ nhanh. Em quăng ơi. Ok, cái gậy phép thuật thứ hai mình sẽ chế đó chính là cây gậy này. Yep, con knock back. Cho mày chết mày rồi con. Nga. Bánh mì đâu khai mau. Trả đây. Ủa, bánh mì của tôi mà. Tuy nhiên anh bảo đưa làm gì. Alo. Muốn bay không? Anh bay đi. Cho bay đi. Đó anh bay luôn. Anh bay đừng có lần. Ê ê ê. Tôi dùng hết bánh mì, anh giết tôi cũng không có đâu. Ê à, ủa đâu rồi? Đó anh bảo được tìm bánh mì đâu. Là lấy đồ ăn này. Đồ ăn, ngon. Đi nè, đi nè, đi nè. Muốn làm không? Muốn làm cây gậy không? Có, đưa đây. Ok, hên cho mày là có hai cái táo đó. Ok, đây là cây gậy hồi máu. Đây là cây gậy lửa. Cây gậy... Rồi xong. Cây gậy nó bắt thì không có đủ vàng để làm. Quay, bớt đi. Em muốn nghịch yêu. Nghịch hoài. Rồi lấy giường đi ngủ nào, lấy giường đi ngủ nào bro. Mình nghĩ là chúng ta cần phải xuống hang. Chúng ta có thể làm một cây gậy khá là xịn, nhưng mà bắt buộc phải xuống hang cái đã. Khoan, chúng ta có thể làm được cái cổng địa ngục không nhỉ? Mình nghĩ làm cổng địa ngục sẽ hay hơn. Nhưng mà thôi, cứ đi ngủ cái đã. Ok, cái chết mấy con bò đi cái đã. Chúng ta không phải lấy thịt bò mọi người. Đi xuống hang Huy, đi đi đi. Cần hero brand này tìm không? Không. Anh tìm trong 5 phút, em cho anh giáp nether. Thôi không cần, đi tìm đàng hoàng đi. Hero brand. Đúng rồi. Ui, đây có bò nè, lên mấy con bò ra. Đây có hang nè. Vâng. Tôi nghe tiếng lava. Oh, spawner. Oh shit, từ từ đập nha, để đập nha. Cái gì vậy? Mình nghe tiếng nó phá cái spawn thì phải. Xuống đèn bảo ơi. Từ từ bạn ơi, hết đồ ăn rồi. Không xin tôi hả? Tại sao phải xin, có thịt mà. Tôi có một stack bánh mì và tôi đang ăn, nó trong miệng là anh đỡ nói nhưng mà chống ăn không? Cái miệng của nó ăn hơn một stack bánh mì luôn mọi người. Đúng rồi. Ok, cảm ơn. Ủa, vậy đây được không được nè. Anh bảo. Dạ. Ba tim. Wow. Đi ra, đi ra. Nếu chứ nói ra. Mày đừng em bắn anh đúng không? Ôi à. Hồi máu, hồi máu. Hết hồn luôn á. Ủa, sao cái nước này lạ vậy? Ok, giờ mới mất nè. Đi 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 tiếp. Mày bữa. Lộn hướng rồi. Thế lộn hướng. Spawner bên đây. Nhưng mà không cần đi spawner. Đã lượm được kim cương sao? Thì mở đi, có kim cương không? Anh mở đi. Từ từ làm cái lò nướng đồ ăn á. Ra lòng spawner nào. Xương, than, sợi chỉ. Ê, sợi chỉ được nha. Mình có mũi tên. Cái này sẽ rất là OP. Đó chính là cái cây gậy phép thuật mũi tên. Cần cây cung với cái mũi tên. Yep, đây rồi. Mình lấy cây nè Huy. Đâu? À hả? Cái gì vậy? Nghe tiếng gì không? Gì vậy? Đây nè. Được chưa ba? Em ra toàn miệng. Ok. Ui, đúng rồi, Ender, Ender đâu Huy ơi. Đâu. Hơ, hơ. Ủa sao mình xài fireball ta? Ôi, đừng có xài fireball. Em đánh nó mà. Ôi, đây rồi. Yes. Chúng ta cần ngọc và cây gậy. Chúng ta làm được cây gậy teleport. Yeah. Hú, ây da, rồi hư cây gậy, hư cây gậy. Ôi, spam. Yeah, rất mạnh Huy. Hero vào đây. Hồi máu cái đã.
mày đỡ mày ơi. Stop. Rồi đi xuống. Oh no, đây đường cục rồi. Có cái cục nào hồi hai nước ăn không? Không, mình nghĩ mình phải đi xuống hang sâu rồi Huy à. Đi xuống hang sâu thôi. Let's go. À, đúng rồi. Chúng ta phải có TNT nữa. Quay TNT Huy à. Mình có gun power không? Mình không có gun power. Gun power đâu? Nãy có gun power không? Cái spawner không có luôn. Em nhớ được. Đi thử. Ra chỗ cái spawner xong có cái đó thì ngon phết luôn á chứ. Hình như mình nghe tiếng la ba bên đây mọi người. Có anh ơi. La ba tiếng ở đâu vậy ta? Ở trên đây hay là ở dưới? Nếu mà đúng hình như trên đây. Bảo đạo đâu rồi? Ở dưới đây mà. Ở đây nè, la ba ở đâu đây nè? À đây nè. Ồ, ở dưới. Coi chừng la ba. Đây, làm cái cổng ở đây luôn. Lại ngon. Xong, bây giờ chỉ cần la ba dưới này mới đúng. Để la ba ở đây. Ok, thế này. Chuyên nghiệp nè. Mới học cách đàng hoàng xong bài bản chi tiết rồi đó. Chắc chắn là cháy luôn. Để coi làm cái lò nung nữa nè. Nung sắt lên coi. Ơi sao lâu quá vậy trời? Anh giỏi hai chỗ rồi sao nó cháy? Đúng chỗ rồi. Cháy bên ngoài làm cháy. Ở dưới đây cũng có bạn ơi. Nó không nghĩ ra được. Được. Thấy chưa? Làm đúng bài là chuẩn bài là như vậy. Ok. Rồi. Đủ. Đi vô. Hello. Ê, Fortress kìa. Quay. Ngon nhà. Lên Fortress luôn nào. Cạnh dưới đây là một cái chỗ của con của zombie. Ngon phết. Đi. Lên thôi. Lên rồi. À, chỗ con play ngay đây luôn này. Ngon. Ui, cung này. Cái gậy bắn rồi. Không bắn được. No. Chị ngu rồi. Để chạy tới liền nè, chạy tới nè. Ủa khúc nào ta? Mình nhớ chỗ nước mà. Oh no. À đây rồi. Yes. Đi. Đâu rồi. À đây rồi. Hết hồn. Ok đang bắn bị. Ây da, cái gì? Ui, what the? Cửa play này. Mưa tên cho người đó anh bảo. Đó. À đúng rồi, mưa tên. Ôi, hồi đó. Ui, mưa tên nó chết luôn nè. Vậy ngon. Yes. Mày. Wow. Còn sống. Ok. Ok. Đây. Ây da. Các bạn biết là phải ứng hồi máu liên tục, ứng nhiều luôn á. Ok, xong. 3 cái. Cũng được. 4 cái rồi mọi người. 1 cái nữa. Ngon. 2 cái. Ồ, 6 cái rồi mọi người. À, bên đây còn. Ôi, 8 cái rồi. Yes. 9 cái luôn rồi. Đi. Rút. Đường khác đi. Ở chỗ kia không có cái passion. Chúng ta còn phải tìm passion. Có cung ender. Có cây ender không? Có. Anh có 1 cái rồi. Wow, anh đi xa lắm luôn á. Anh đi tuốt bên đây. Hello, thương. Nãy đi tuốt bên kia luôn kìa. Cái này dịch chuyển xa vãi. Để coi nha, qua bên đây. Hello. Ngồi xem qua. Để đi kiếm cái passion cái. Hướng nào đó ta. Ok. Anh đi. À, có chỗ của đánh con ender nè. Để qua bên lấy cái cho Huy. Ui, ở đây có nguyên cái đợt footrest luôn. Quá tệ. Ok, nhắm mày vô trên này con. Hợp lý nè. Và qua bên kia. Nào mình dịch chuyển xa phết đó mọi người. Ở đây. Yes, nghe tiếng con ender luôn nè. Bro là sẽ giết được Ender. Oh no, không có con Ender, không có mắt. Đang tìm thêm. Làm ơn có con Ender đâu, nó đây nữa nào. Phía trên đây có thể là sẽ có này. Ôi, nghe tiếng Ender. Còn kia đây, hãy cầu mong cho nó có con mắt đi. Oh no, dịch chuyển rồi. Dịch chuyển đi đâu rồi? Còn gì nó dưới. À, nó dưới. Ôi, không có luôn. À, mình có một cây gậy cần phải làm. Đó chính là cây gậy Levi-lay. Levi-lay là cái gì? Cây gậy để em bay ấy. Cây gậy của cái hiệu ứng Levi-lay. Ủa, sao anh được? Đâu rồi, không có con Ender nào đây luôn. Hello. Mình sẽ tranh thủ làm một cây rìu mới. Đây, hiếm thế nha. Thì lạ thế. Xong lấy vàng đổi còn biết liền. Làm gì có vàng để đổi với biết liền. Ủa, hồi nãy có cục vàng mà. Cục vàng đó làm cây gậy nó bát hết rồi. Không ngờ. Không thấy con Ender luôn. Ơ, một cái cổng. Một cái ông bị hư. Thêm vàng, thêm sắt, thêm cục vàng. Ok, cục vàng cũng không cần. Trời ơi. Xem bao nhiêu cục vàng đây. 5 cục đủ để đổi. Biết lên. Ờ, có biết lên kìa. Đổi rõ đi Huy. Tìm cách của bản thân đi Huy. Không nghe tiếng con Enderman nào luôn á. À, con Ender nè. Thêm một con nữa, Mày hé bưởi. Ôi, vẫn không có tiếng. 3 con rồi mọi người, lấy xui đến vậy. Có chưa? Em đang đâu vậy? Gửi lại tao đổi coi. Trừ 80, 19, 20. Nếu mình làm sao để đi ra được đây vậy? Hình như là đi không qua phải 19 nha nhầm. Đi qua bên này, xong rồi đi qua bên kia. Để mình coi thử coi. Búp. Ok. Em chết, what the heck? Ở bên đây đúng không ta? Hình như là bên đây. Làm sao để đi cho nó an toàn vậy? Ở đây Huy còn ở chỗ cũ không? Còn. Nghe tiếng nổ kìa. Làm gì đây vậy? Em đang solo tụi nó. Ghê vậy? Sao mình phải bị dính cái vậy? Hồi máu. Chơi đây. Sức mạnh của Huy lắm. Mình sẽ dịch chuyển qua bên kia. Ui, nhìn phát vô trong đây luôn rồi. Ơi, không có.
Ê da. Dạ. Rồi đi dạ, đi bỏ 160 nước luôn rồi. À, ở đây có. Ôi, ở đây còn nhiều hơn nữa này. Yes, tương lai tôi sáng đang chờ đợi chúng ta. Ủa nghe tiếng nghe rồi. Ở đâu nhỉ? Ở đây em có một con enderman tới đây mày. Ôi, có nhiều con vậy. Alo. Nhiều con gì? Ôi, không ra mắt luôn. Ú, ở đây có hai cục vàng, ngon. Mình xài hai cục này được nha. Hai cục vàng. Ú, ba cục vàng hơn. Ba cục vàng. Obsidian một obsidian nước này. Đâu rồi ta? Chị ta đang tìm con mắt thôi mọi người. Hôm qua đấy giờ mình đi tiếp rồi đó. Dành tìm đi. Ở đây em tự tìm con mắt của em anh bảo. Ok, tạm biệt. Đi hướng nào thì bắt xa đây. Qua bên kia là hợp lý nhất. Úp, bắt xa nơi. Qua đây. Ôi, lại được cái The Fortress. Ôi mình đi vô trong luôn rồi. Đâu trời, đâu trời, hướng nào trời. Ở đây có quá trời The Fortress luôn mà không có được nổi một cái passion à. Đâu ta, làm ơn cho mình cái passion nào. Ở đó không lấy gì luôn thôi. Đang đi kiếm vàng để trao đổi với nó đây. À, passion đi rồi. Let's go. Yeah yeah. Lấy cái lửa ở đây để số này ở số 4. Ok, chúng ta lên trên đây đi. Trước khi vào chúng ta cần phải làm cho mình một cái quần vàng cái đã. Nhập bọn với tụi nó cái nào. Ok. Cái này là cái gì vậy? Pressure passion. Let's go. Mà hơi căng thẳng nha. Cái này là hơi căng nha. Mình có thể dịch chuyển thẳng một phát xuống dưới luôn. Nhưng mà wow, mình. Hết hồn. Đi vô trong. Ứng được. Đây. Mình thấy làm được. Hơi căng. Biến. Okay. Biến con này. Anh em biến. Ok. Con kia đã nằm rồi, con kia đã ngủm rồi. Còn con này nữa, con mắt ma này nữa, biến nha. Yes. Hay quá. Vàng. Yep. Gây cháy. Được của nó. Mũi tên. Yep. Giữ lại. Quá tuyệt vời. Phôi sắt. Giữ phôi sắt luôn. Ảnh vụn nether. Nhìn. Phôi nether. Let's go. Frostwalker. Mình cần cái này. Yeah. Mình cần một cái mũ sắt. Ok. Mảnh vụn này mình có thể làm được cái cây kiếm netherite nè mọi người. Gì ghê vậy? Bro. Xong rồi. Cái này ở đây. Thêm hai cục sắt ở trên này. Để như thế này. Chúng ta ra bàn rèn. Sau đó chúng ta sẽ ra một cây kiếm netherite. Let's go. Bây giờ chỉ cần đổi thôi. Ở đây có một con biglin, ở đây có cái rương, ngon. Mình sẽ chào qua cái rương luôn. Ok. Ở đây. Cho bay lên cao. Bay lên cao chứ con. Ủa gì xuống? Bay lên cao này. Không thể nào xuống được đâu. Lưu. Thêm vàng nữa, sẽ kim cương. Let's go. Rồi anh đổi đó chưa? Đang tìm tụi nó đây. Một lần hai con à? Ok, hai con cũng được. Lấy luôn bạn. Hai con thì xuống luôn. Mình giờ chỉ cần đổi ra ngọc. Mình cần 16 cục ngọc hoặc 14 cục ngọc là được. Mình cần tìm thêm vài con biglin nữa. Oh hello. Oh ơi. Bài lại. Ô sao không bay? Sao không bay? Ôi, mình tập lên. Ok. Chết đây. Ê da, hello bạn. Đúng rồi, thấy bàn đó. Đúng rồi, vô luôn. Vô đứng luôn. Hình như là dưới có ngọc. Yes, có ngọc này. Yep, chúng ta có 4 cục ngọc rồi nè. 4 cục ngọc này làm được cây gậy cho Huy. 16 cục. Let's go. Đủ cây gậy cho Huy luôn. Ok. Vẫn còn 64 cục. Trời ơi. Cái này thì anh có 2 cây Enderpearl. Nãy giờ. Ủa thì giờ mới kêu là mới đổi ra làm gì? Tôi không hiểu. Mới kêu là chế ra cho em cái gì? Rồi, để đi lên coi. Mình cần cầm 2 cây gậy trước cái đó. Cây gậy này. Hên quá. Đường ra bên kia. Trời, mấy con này nó cản đường kinh vậy. Đường này ra được không ta? Ra được. Yes. Ok. Rồi xin cái tọa độ này bạn ơi. Tọa độ chính là -85 với lại 16. Ok, nó nằm hướng bên này nhưng phải ra bằng đường này. Ok, đúng rồi đấy. Trời, xa dữ vậy. Bên trong đây vẫn đi hướng bên này. Ok. Có vẻ là hướng này. Búp chỗ này. Ok. Nó hướng ở giữa. Mình sắp ăn hết đồ ăn luôn nè. Bây giờ tôi ngồi đây tôi ăn được hết nữa. Sắc rồi đó anh bảo. Nhiều dữ vậy. Trời. Ấy tà độ nhiêu quá rồi. -85. Ok. Gần gì vậy? Gần không. Cũng được. Đi hướng này cũng được. Nguyên con bự nè. I'm on my way. The Fortress kìa. Em đang bắn này cho anh bảo biết em đang ở đó. Nhìn anh bảo. Thấy không? Hình như là ở đây. Đây rồi. Thấy rồi. Nhanh lên. Nè. Kiếm đi. Yeah. Rồi đi. Có 12 obsidian nè. Làm cổng về luôn ở đây. Anh làm đi. Ok. Em đang đâu rồi? Vậy. Em ngu em đi đâu rồi? Nữa. Trời heo. Về chỗ đó đây. -6, -1, -25. Đang đi về. Ok, đó là 12 con mắt cái nè. Rồi. Nè. Đi. Do em bấm 2 lần là anh bảo. What the. Ok. Cái gì vậy? Đó là tại anh bảo. Đi lẹ đây. Ok. Để coi hướng nào đây. Ok, đi đúng hướng rồi đó. Qua đây đi luôn. Rồi, em qua nè. Qua đi anh bảo. Ok.
đi xuống dưới. Ê, em tới qua cây nè. Qua luôn rồi. Biển luôn. Em tới chỗ ai nha. Khoan, khoan, đi đúng hướng không? Ok, đúng rồi. Vậy em phải băng qua cái chỗ đầm lầy. Ok, tới đầm lầy nè bảo. Cạnh đầm lầy rồi. Qua anh lên núi nè. Lên núi. Núi có lên núi không? Ồ, lên núi ơi, lên núi, lên núi. Ok, đang phía trên đỉnh. Ủa, từ. Ok. Hello. Lên núi bên kia đi anh bảo. Từ lấy thịt cái bạn. Đi qua núi bên này. Đi đi. Anh bảo đâu rồi? Núi này hả? Đâu anh bảo đâu? Núi nào vậy? Từ để coi lại hướng coi. Ờ, đi đúng hướng rồi nè. Lên núi trước mặt là núi này. Ok. Qua bên cái chỗ cái thấy không? Ờ, cái khu cái á, cái khu. Rồi rồi, đó đúng rồi. Ok, để coi lại rồi. Ok, đi tiếp đi tiếp đi tiếp đi tiếp. Đằng sau em. Đây. Ok. Đó khu băng trước kìa, ok thấy không? Đúng hướng không? Không, vậy là trắng trước mặt. Đây đây đây, bụp. Ở đây này, trắng này này, tôi đã băng qua bên đây. Ok, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Ok, có bên kia, có khu kia kìa, bên trái á. Ok, 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 để coi, coi đúng hướng. Hên quá, tốc độ quá, hoành lại. Đi nữa là chết tôi rồi, 1400 rồi ba. Ôi, mới hoành lại được xíu à, từ từ, khúc này nè. Coi coi cái stronghold có đây luôn không? Cái stronghold dưới à? Không, hình như không. Để coi, boom. Qua đây, qua đây, qua đây. Bên này, chắc là ở đây quá, cho khi ở giữa tán băng này ghê. Ôi, vậy đó dưới đây rồi. Rồi luôn. Vậy dưới đây luôn rồi. Hồi nãy mới ở đây mà. Ok. Rồi sao xuống? Bơi xuống. Ui, có cái hang. Ô, đây là Huy ơi. Ui, ghê ghê ghê. Ngon. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Let's go, tìm cổng thôi. Ờ, đây có đủ sắt không ta? Ú, đủ sắt nè. Đây có sách nào không? Sách xịn. Sức mạnh. Ui, vậy cho power. Ok, cũng được. Giữ lại cái. Còn một cái trên đây nữa. Ú, đây rồi. Oh no, trên đây không có. Mình muốn lấy cái gì vô cái kiếm cơ. Ơ, cho lấy 3 cộng string cái đó. 3 cộng, ok. Ủa, đây có đường mới nè. Biết ngay mà. Cái chỗ đào đúng không? Đào xuyên qua đúng không? Đúng rồi, đó anh nên nhớ cái chích đó đi. Ok ha. Bên đây không thấy bánh mì nè. Có đồ để ăn luôn, ngon. Cái stronghold này dính nước không à, khó chịu quá à. Ui, ở đây còn nguyên cái stronghold khúc này nữa. Trời ơi, không đi ra đây thì làm sao mà biết đây. Ơ, có Exodus kìa. Ở dưới này còn luôn. Trời ơi, đi chỗ nào trời. Kiểu không biết đường nào để đi luôn á. Ô, đi rồi, đi. Đâu? Cái to đâu, quay lại. Ủa, wow. Khoai cà nồi, ok, ấn hai cái giường cái nè. Có cái giường nào chưa? Tất nhiên là chưa rồi, anh nghĩ anh có không, à. Không lấy chúc giường mừng. Rồi, tạm biệt. Tôi không cần giường anh bảo. Ok bro, có hai con mắt luôn, ngon. Đây, mình sẽ làm cái đe nha. Làm cái đe để enchant. Lúc này chúng ta vẫn còn có đồ enchant, ok. Chúng ta làm cây cung nè. Cây cung với sức mạnh 3. Let's go. À, mình chỉ còn thiếu cái cây gậy TNT thôi. Nhưng mà thôi kệ, không sao. Đi vào. Hey. Lên. Bởi vì cái gậy TNT khá là bá đạo. Nếu mà mình xài nó đánh với con rồng á mọi người. Nên là rất lên. Thôi chúng ta không xài nha. Bà em ghê không? Ghê à? Ok, lên. Thì mình sẽ xài theo cách OG thôi. Hello Dragon. Rồi. Bùm. Còn cái trong lòng. Được rồi đó. Còn trong lòng nè. Đừng đánh. Ơi đánh đi. Dập. Rồi vô. Ok, con rồng này lại ngu rồi. Nó lại tự bắn nó rồi. Em nghĩ là nó sẽ không đi xuống. Đây. Mày cái bự. Mày sẽ dùng fireball bắn nó mà. Rồi bắn khi nào dính? Tên em thì dính rồi. Tên bam. Ơi xuống rồi. Yeah. Lúc này bắn hơn, bắn hai bộ lên, bắn. Ui giời ơi. Rồi. Yep. Yeah. Boom. Woo. Ok. Không sao cả. Vẫn được. Mày hả bưởi. Nè. Chết đây. Ôi, nó bắn chính cái cục fireball đó. Nó bắn cái cục lửa xong rồi nó tự nổ luôn. Hay quá. Trời ơi, tôi. Ê, xuống tiếp. Lần cuối. Cho nó chết luôn đi. Bye bye. Vô coi. Yes. Ôi trời ơi. What the heck? Nữa. Em đã giết leo. Chơi không bảo? Chơi không? Chào anh bảo. Vô. See ya. Non. Ok. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem cái video lần này. Mình sẽ gặp mọi người vào video lần sau. Nếu bạn nào đã xem video này, hãy ấn giùm mình một cái nút like và nút đăng ký cho kênh của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì 900.000 người đăng ký. Còn bây giờ thì bye bye.